Alo, mấy bạn nghe tôi nói không? Dạ chúng em nghe thầy. Dạ Alo? nghe. Sao bên này nhỏ vậy ta? Bạn mở cứ lo bạn lớn lên được không? Dạ em nói bình thường đó thầy. Hết cỡ rồi. Các bạn khác Alo? có không? Alo. Alo, dạ nghe rõ tiếng Anh với tiếng Ninh luôn á. Ủa mấy bạn khác nghe bạn mình nói rõ không vậy? Lên đó lại lên. Dạ nghe rõ ạ. Ở sao bên tôi nghe nhỏ gì vậy ta? Rồi bắt đầu đi các bạn. Dạ anh thấy bài xe chưa ạ? Thấy rồi, thấy rồi. Dạ sau đây em xin thay mặt nhóm trình bệnh án ngoại tiêu hóa. Về hành chính thì bệnh nhân tên Hồ Tấn Khải, 52 tuổi, giới tính nam, nghề nghiệp nông dân, địa chỉ là thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện lúc 12 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2022, ngày làm bệnh án là 9 giờ 28 tháng 2 năm 2022. Lý do nhập viện là ca trực tràng tái khám theo lịch. Về bệnh sử, bệnh nhân khai cách nhập viện 2,5 tháng. Bệnh nhân bắt đầu đi phân nhỏ màu nâu đen, đường kính khoảng 2 cm, phân dính máu đỏ sẫm hoặc đỏ tươi, lượng ít, kèm nhầy nhớt, tăng số lần đi tiêu khoảng 5 đến 6 lần trên một ngày, kèm đau quặn hạ vị mức độ vừa trước khi đi tiêu và sau khi đi tiêu thì bệnh nhân đỡ đau, kèm triệu chứng móc rặn. Trong 2 tuần sau đó, các triệu chứng không giảm thì bệnh nhân nhập viện thống nhất được chẩn đoán là carcinoma tuyến trực tràng 1/3 dưới, bị hóa vừa, giai đoạn là T3A N1 MX. Bệnh nhân được hóa xạ trị tiền phẫu từ ngày 8 tháng 12 năm 2021 đến ngày 25 tháng 1 năm 2022 tại bệnh viện 175, và sau khi hóa xạ trị, các triệu chứng như trên giảm dần và hết hẳn sau 1 tuần. Bệnh nhân tiêu phân vàng đóng khuôn. Nay thì bệnh nhân đến khám tái khám theo lịch. Trong quá trình bệnh lý, bệnh nhân không sốt, không nôn ói, không ho khó thở, không đau đầu, không hoa mắt chóng mặt, không chảy máu, không ăn uống được, không ghi nhận sụt cân, tiểu vàng trong lượng 1,5 lít trên ngày. Về tiền căn, nội khoa chưa ghi nhận bệnh lý. Ngoại khoa thì cách nhập viện 3 tháng, chẩn đoán là ca trực tràng, bệnh viện thống nhất đã hóa xạ trị tiền phẫu và xạ trị vùng chậu 50.4 GI 28 liều. Hóa trị thì capecitabine 825 mg và 2 lần uống cùng phân liều xạ trị. Về thói quen, hút thuốc lá 10 gói năm, đã bỏ 3 tháng, rượu bia vừa phải, đã bỏ 3 tháng, không ghi nhận tiền căn dị ứng thuốc thức ăn, tiền căn gia đình thì chưa ghi nhận, bệnh lý ung thư polyp gia đình. Về lượt qua các cơ quan lúc khám vào lúc 9 giờ sáng ngày 28 tháng 2 năm 2022. Tim mạch không đau ngực, không hồi hộp, không đánh trống ngực, hô hấp không khó thở, không ho, không khạc đàm, tiêu hóa phân vàng đóng khuôn, các cơ quan khác thì không nghiệm bất thường. Về khám lâm sàng, về tổng trạng, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu mạch 78 lần, huyết áp 120 trên 80, nhiệt độ 37, nhịp thở 20, cân nặng 58 kg, chiều cao 165, BMI là 21, tổng trạng trung bình, da niêm hồng, hạch ngoại biên không sờ chạm, tuyến giáp không to, tuần hoàn thì không ghi nhận bất thường. Về hô hấp thì không ghi nhận bất thường. Về khám tiêu hóa, bụng mềm, không trướng, di động theo nhịp thở, không khối thoát vị, không u, không sao mạch, không tuần hoàn bằng hệ, nhu động 8 lần trên phút, gõ trong khắp bụng, không điểm đau, gan lách không sờ chạm. Thăm khám hậu môn trực tràng thì về nhìn, da ngoài hậu môn trơn láng, không viêm nhiễm, không rò, không bú chỉ. Về sờ, cơ thắt hậu môn trương lực tốt, không có bú chỉ trong lòng hậu môn, niêm mạc trơn láng, không lỗ rò, không điểm đau cùng đồ. Sờ thấy khối u trồi xùi cách bờ hậu môn khoảng 5 cm, không di động, trắng lòng trực tràng, ngón tay không đút lọt, kích thước khoảng đường kính là 3 đến 5 mm, kéo dài từ hướng 11 giờ đến 3 giờ. Bề mặt trơn láng, ấn không đau, không sờ thấy tuyến tiền liệt, răng không dính máu và các cơ quan khác không bị bất thường.
Về tóm tắt bệnh án, bệnh nhân nam 52 tuổi nhập viện vì ca trực tràng tái khám theo lịch. Và qua hỏi và khám ghi nhận các triệu chứng cơ năng là tiêu vàng, phân vàng đóng khuôn, không rối loạn đi tiêu, triệu chứng thực thể thì khám hậu môn trực tràng, sờ thấy khối u trồi sùi cách bờ hậu môn 5 mm, không di động, trắng lòng trực tràng, ngón tay không đút lọt, kích thước khoảng đường kính là 3 đến 4 mm, kéo dài từ hướng 11 giờ đến 3 giờ, bề mặt trơn láng, ấn không đau, không sờ thấy tiền liệt tuyến, gan không dính máu, tiền căn, ca trực tràng đã hóa xạ trị tiền phẫu, ngày cuối là ngày 25 tháng 1 năm 2022. Về đặt vấn đề là ca trực tràng đã hóa xạ trị tiền phẫu, ngày cuối là 25 tháng 1 năm 2022, chưa ghi nhận biến chứng hóa xạ trị, di căn hạch, di căn xa trên lâm sàng. Về chẩn đoán thì chẩn đoán sơ bộ là ca trực tràng 1/3 dưới, giai đoạn T3AN1MX đã hóa xạ trị tiền phẫu. Rồi các bạn khác có hỏi gì không? Có hỏi bạn mình vấn đề gì không? Các bạn khác có hỏi bạn mình vấn đề gì không? Dạ, mời các bạn cho câu hỏi ạ. Hello Ninh ơi, cái khối u này á, nó tay đút không lọt á là sao? Tức là nó thành dạng vòng luôn hả? Đút không vô được luôn hả? À, có nghĩa là cái lỗ nó nhỏ quá mình đút không có qua được á. Về vậy cái là... dạng vòng hay không thì mình cảm giác là nó, mình không có nghĩ là nó dạng vòng mà nó trắng kiểu một hướng bên, một hướng qua chứ không phải là dạng vòng. Là từ hướng 11 giờ đến 3 giờ nó trắng qua. Còn bạn nào thắc mắc vấn đề gì nữa không? Ninh ơi. Alo Ninh ơi. À, nói đi Nhân. Nếu mà mình đúc ngón tay không có lọt mà sao biết được cái kích thước của nó 3-4 mm vậy? À, mình ước chừng cái kích thước cái nó xa vào cái lòng trực tràng á, cái khối u xa vào lòng trực tràng á. Mình dùng ngón tay mình ước chừng á, mình cảm nhận. Còn bạn nào có ý kiến gì không? Theo tôi ấy, cái bệnh án này á thì bây giờ nó không còn vấn đề gì để trong mà mình nói về vấn đề chẩn đoán hết á. Thứ nhất là bệnh nhân đã có một cái vấn đề là bệnh nhân đã chẩn đoán trước đó quá rõ ràng rồi, người ta quá xạ trị rồi ha. Bệnh nhân ca này ca trực tràng là không có gì để mình phải bàn cãi hết. Bệnh nhân này chẩn đoán trước mổ, trước đó nó là ung thư trực tràng giai đoạn nào, tê mấy? Các bạn nghe không? Dạ, tê mấy? Dạ, anh là T3A. T3A, N mấy? Dạ, N1 và MX. Rồi. Cái vấn đề tôi muốn hỏi á, là cái lần trước á, bệnh nhân làm sao được chẩn đoán T3, N1, MX? Chẩn đoán bằng cái gì? Dạ, thưa anh là bệnh nhân được chẩn đoán bằng MRI. MRI. Rồi còn gì nữa? Dạ, bệnh nhân có chụp MRI thôi. Chỉ có chụp MRI thôi. Dạ, với có làm cái CT ngực. CT ngực MRI. Không thấy di căn gì hết. Dạ, chưa không thấy di căn. Dạ. Tay máy. Dạ, T3A. N1MX. Với dạ. Cái T3A N1MX thì mấy bạn thấy người ta lúc mà chẩn đoán ban đầu á, xong người ta đưa ra cái phác đồ hóa trị, hóa xạ trị tân hỗ trợ như vậy thì hợp lý chưa?
Bây giờ mình chỉ phân tích những cái vấn đề đó thôi, chứ còn vấn đề rồi. Alo. Dạ chúng em nghe. Cái vấn đề là mấy bạn thấy nó như vậy thì hợp lý chưa? Khoan, bây giờ mấy bạn tạm ngừng cho tôi có công chuyện gấp, tôi vô mỏng cái khoảng chừng nửa tiếng đi, nửa tiếng rồi tôi quay trở lại nha. Alo. Dạ, em vâng. Dạ. Nói tiếng đi nha. Dạ.
Alo Ninh ơi. Gì á? Thôi. À, chuẩn bị trình tiếp nữa Ninh. Ok. Đi nha. Alo, rồi mấy bạn nghe chưa? Dạ nghe. Alo. Dạ. Chúng em nghe. Alo. Các bạn vô lại lớp chưa? Dạ. Để các bạn vô lại rồi anh. Rồi, bây giờ về vấn đề của bệnh nhân này, mình trả lại là nãy giờ mấy bạn tìm hiểu coi người ta trước đây đó ha. Với cái chẩn đoán của bệnh nhân là ca trực tràng thấp T3 AN1MX thì hóa xạ như vậy là đúng đầy đủ chưa và hợp lý không? Các bạn nào trả lời không? Dạ anh, là theo em tìm hiểu thì theo cái hội ung bướu nội khoa châu Âu 2016 anh là nếu mà bệnh nhân có CT3 MRF dương tính thì sẽ sử dụng phác đồ là hóa xạ trị trước mổ, phẫu thuật và kèm theo hóa trị sau mổ. Thì em nghĩ ở cái ca này có khả năng là MRF dương tính, mà em không có thấy thông tin ở đâu. Thông tin nếu mà em hỏi bệnh nhân thì với lại trong cái MRI CT trước thì em cũng không có thấy đề cập đến MRF. Cái đó là cái của ESMO ha. Còn cái NCCN thì mình không có tính tới cái chuyện MF
mà u ở giai đoạn T3N1 có nghĩa là u di căn hạch ha, có di căn hạch N1 là mình có chỉ định hóa xạ trước mổ rồi. Tại sao mình không mổ luôn mà mình phải hóa xạ trước mổ? Các bạn biết lý do gì không? Alo, các bạn nào có biết tại sao mình phải hóa xạ trước mổ ở những bệnh nhân ung thư này không? Dạ, tại những bệnh nhân này hóa xạ trước mổ là để cái thay vì phải phẫu thuật. Dạ, thưa anh, là hóa xạ trước mổ để đào xây riêng của nó để làm cho giảm cái khối u đi, giảm cái khối u hạch. UT3N1M0 thì mình chưa cần phải đau gọi là đau tay xin đó lắm. Mục đích hóa xạ trước mổ là đau tay xin là đúng rồi. Nhưng mà mấy bạn còn nó còn cái lợi ích gì nữa? Dạ, cái u này là u phòng xa thì với lại là T3 nữa thì có khả năng là phải cái phẫu thuật mai là cắt toàn bộ luôn. Thì nếu mà mình hóa xạ trước mổ thì mình có thể dùng các cái phẫu thuật bảo tồn cơ thắt được. Cái này bảo tồn cơ thắt thì được không? Cái câu hỏi đó một hồi tôi sẽ hỏi sau. Mấy bạn nghĩ một hồi cái bệnh nhân này bảo tồn cơ thắt được hay không? Thì một hồi mình sẽ nghĩ hỏi sau. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Ai có hỏi có ý kiến gì vấn đề mà phải tại sao phải hóa xạ trước mổ không? À, dạ thưa anh, là hóa xạ trước mổ còn giúp cho mình sẽ kéo dài cái tiên lượng. Hello. Bạn nói lại tôi nghe không rõ vậy. Hello, bạn nữ. Dạ, anh, mình hóa xạ trước mổ. Dạ, mình hóa xạ trước mổ để kéo dài cái thời gian sống của bệnh nhân ạ. Cái hóa xạ trước mổ trong ung thư đại trực tràng á, trong ung thư trực tràng á, nó sẽ có hai cái mục tiêu chính của mình hồi nãy mấy bạn đã nhắc đó. Cái thứ nhất là cái đau tay xin. Với những cái u mà thí dụ đau tay xin với những cái u mà T4B á, có nghĩa là nó xâm lấn ra xung quanh á, xâm lấn cái cấu trúc lân cận á. Ha, thì mình cắt không được thì mình có thể mình hóa xạ thì cái u nó nhỏ lại thì giúp cho mình cắt được. Đó là cái lợi điểm thứ nhất. Cái lợi điểm thứ hai á, người ta đã chứng tỏ ra, người ta đã chứng minh được á, là hóa xạ trước mổ nó sẽ làm kéo dài cái thời, nó tăng cái thời gian sống còn của bệnh nhân lên ha, tăng cái thời gian sống còn lên. Tuy nhiên không phải cái trường hợp ung thư nào, đại trực tràng nào cũng hóa xạ trước mổ. Mấy bạn sẽ tìm hiểu, mấy bạn sẽ đọc lại ha, nó sẽ đọc lại những trường hợp u ở giai đoạn nào thì sẽ là hóa xạ trước mổ. Bây giờ tôi mới hỏi mấy bạn là u ở giai đoạn T bệnh nhân này, trở lại bệnh nhân này, tại sao người ta hóa xạ trước mổ? UT3N1M0 thì MX thì có cả, thì hóa xạ trước mổ vì lý do gì? Vì cái T, vì cái N hay vì cái M? Đó, thì ở bệnh nhân này mấy bạn thấy có N1 rồi, có di căn hạch thì nó đã có chỉ định để hóa xạ trước mổ rồi. Nhiệm vụ của mấy bạn về, mấy bạn sẽ coi lại coi u ở giai đoạn nào, T mấy, N mấy, M mấy thì có chỉ định hóa xạ trước mổ. Thì có thể hai cái guideline mà mấy bạn có thể tham khảo, nó là guideline của NCCN và guideline ESMO, thì nó sẽ nói về việc tân hỗ trợ, có nghĩa là hóa xạ trước mổ trong ung thư trực tràng, nó sẽ rõ hơn là cái guideline của Nhật Bản. Guideline Nhật Bản thì vai trò của người ta đề cập tới cái hóa xạ trước mổ, hình như cái vai trò đó nó còn chưa có rõ ràng cho lắm. Rồi trở lại với bệnh nhân này, lần này đến với mình á, thì các bạn sẽ không đặt nặng về vấn đề chẩn đoán là ung thư trực tràng nữa. Tại vì trước đó người ta đã chẩn đoán quá rõ ràng rồi, ung thư ở giai đoạn nào rồi, T mấy, N mấy, M mấy rồi, người ta mới cho mình cái chỉ định là tân hỗ trợ. Cái vấn đề của mình hiện tại bây giờ là mình cần làm gì ở bệnh nhân này? Hả?
vấn đề đầu tiên mình cần làm gì khi nếu mà mấy bạn ở người tiếp nhận bệnh nhân ở đợt này thì vấn đề mấy bạn cần phải làm gì ở bệnh nhân này? Dạ thưa anh, là ở bệnh nhân này thì mình cần kiểm tra là những cái biến chứng sau khi hóa xạ trị của bệnh nhân và kiểm tra thêm cái giai đoạn của ung thư trực tràng hiện tại và xem xét phẫu thuật. Nói về biến chứng thì thực chất bệnh nhân đã hóa trị đợt cuối cách đây là 2 tháng, mấy tháng, bao nhiêu tuần? 20, hồi nãy mình nói là 2 mấy tháng 1 quá, đúng không? Thì những cái biến chứng, đúng không? Dạ, mới có là bệnh nhân cuối cùng là 25 tháng 1. Dạ, 21 tháng 2 là mới được 4 tuần. Phần, dạ. Thì những cái biến chứng mà xảy ra cho hóa xạ trị thì hầu như là những cái biến chứng cấp thì nó ít. Bây giờ mình chỉ coi chủ yếu tới những cái biến chứng gì để giúp cho cái cuộc mổ của mình thôi, đúng không? Đấy. Chứ những cái biến chứng như thủng ruột, dính ruột thì thủng ruột thì nó của hóa trị thì hầu như nó không có, bệnh nhân đã ngưng lâu rồi thì không có ha. Cái quan trọng của mình bây giờ đánh giá là bệnh nhân, hồi nãy bạn nói là cái gì, cái giai đoạn sau hóa trị này của bệnh nhân có giảm xuống hay chưa, không hay là nó sẽ tăng lên đó, thì bây giờ mình phải đánh giá giai đoạn lại. Cái thứ hai là mình đánh giá lại bệnh nhân này có thích hợp để phẫu thuật chưa đó. Thì những cái cận lâm sàng mình sẽ đưa ra nhằm mục đích đó, đúng không? Vậy thì mấy bạn đề nghị những cái gì và ý nghĩa của những cái mà mấy bạn đề nghị là cái gì? Dạ thưa anh, là trong bài của em thì em đề nghị xác định giai đoạn thì sẽ làm cái là MRI bụng có chất cản từ, CT scan ngực cản quang và MRI não cản từ và các cận lâm sàng hỗ trợ như là công thức máu, nhóm máu, đông cầm máu, ure, creatinine, gluco, ATLT, bilirubin toàn phần trực tiếp, ion đồ, albumin, protein. Bạn bây giờ bạn đừng nói một lượt như vậy. Bạn nói những cái cận lâm sàng bạn đề nghị rồi bạn nói ý nghĩa đó ở đó là như cái gì? Rồi bạn cần mục đích gì? Ha. Dạ. Về cái rồi, đó là về cái xác định về giai đoạn sau khi hóa xạ trị thì em sẽ đề nghị cái CT scan ngực, MRI bụng chậu cản từ để đánh giá cái giai đoạn là T và N. Và cái làm cái CT scan ngực cản quang và MRI não cản từ thì đánh giá cái M di cận xa. À, cái MRI bụng chậu bạn không đánh giá M được hả? Dạ. Em ra bụng chậu, dạ được ạ. Không những em ra bụng chậu, nếu mà bạn đã chụp em ra cả em ra bụng luôn, cả vùng bụng, vùng chậu, thì bạn có thể đánh giá được cái gì? Đánh giá được T, N và M. M này chỉ là M của di căn vùng bụng thôi. Hiểu không? Dạ. Nó di căn tới các cơ quan trong ổ bụng. Bạn chụp CT ngực, bạn đâu có đánh giá được cái di căn trong ổ bụng. Đúng không? Rồi. Vậy thì cái của bạn chụp là bạn đánh giá giai đoạn là của bạn là chụp MRI bụng chậu rồi gì nữa, CT scan ngực và MRI não, đúng không? Dạ. Bạn có nghĩ bệnh nhân có di căn xương không? Và dạ, người ta có chụp thường quy để chụp cái gì để tìm di căn xương, bạn có thường quy hay không? Theo em thấy trên lâm sàng thì không có triệu chứng về di căn xương. Và theo thường quy thì em thấy người ta thường quy làm về cái ngực bụng chậu với não và không có thấy làm di căn xương. Não cũng làm thường quy luôn hả? Di căn tới não có làm thường quy không? Bạn đi lâm sàng ở Thống Nhất người ta có chụp lúc nào cũng chụp MRI não không? Dạ em xem nhiều hồ sơ thì cứ cái bộ ba là chậu ngực với sọ,
CT scan bụng chậu ngực với sọ. Rồi, ok. Tôi cái chụp não nếu mà mình chụp được thì tốt thôi. À, tại vì một khi khối u nó đã di căn tới não rồi á thì rất khó, gọi là hầu như không điều trị được gì nhiều cho bệnh nhân ha. À, rồi còn cái di căn xương thì có thường quy không? Dạ theo em nghĩ là không thường quy ạ. Rồi không thường quy. Di căn xương thường ta tìm cái gì, chụp chụp cái gì? Dạ di căn xương thì người ta sẽ chụp xạ hình xương. Xạ hình xương. Có một cái mà mấy bạn có thể đánh giá tốt hết mấy cái di căn xa, mà có thể đánh giá nếu mà bạn chụp não, chụp xương thường quy luôn á, thì chụp não, chụp bạn muốn tầm soát luôn cả não, cả xương á, trong những bệnh nhân mà bạn bằng di căn xa mà ở những vị trí hiếm gặp á ha. Mình thường gặp là di căn ổ bụng nè, di căn phổi nè ha. Còn những vị trí nghi ngờ khác, nếu mà bạn muốn tầm soát di căn toàn thân thì bạn nên chụp một cái PET CT. Tuy nhiên PET CT tôi nói rồi, nó không phải là thường quy nha, chỉ sử dụng khi nào mình nghi ngờ vấn đề gì đó thôi. Còn những guideline đó, họ cũng chưa có khuyến cáo bạn chụp MRI sọ não thường quy nha. Chụp CT scan ngực với CT scan bụng là thường quy ha. Rồi. Rồi kết quả như thế nào bạn? Thưa anh, là kết quả là CT scan bụng chậu và ngực với não thì dày về cái phần bụng chậu thì cái phần trực tràng thì dày không đều thành trực tràng, chỗ dày nhất là khoảng 14mm, kéo dài khoảng 50mm, bờ dưới cách rìa hậu môn khoảng 50mm, chưa thấy xâm lấn mạc trực tràng, thâm nhiễm nhẹ mô mỡ xung quanh, nhiều hạch mạc treo trực tràng 7-10mm, các cơ quan khác chưa ghi nhận bất thường. Kết luận là u trực tràng đoạn 1/3 dưới, giai đoạn T3A, N2, MX. Thì em phân tích là cái giai đoạn trước là chẩn đoán là bệnh nhân được xếp vào, khi sử dụng MRI thì bệnh nhân được xếp vào là T3A, N1, MX. Và nay thì làm CT nên là CT thì kết quả là T3A, N2, MX. Thì khả năng là khối u có thể là không đáp ứng với hóa xạ trị tiền phẫu, hoặc là cái kỹ thuật hóa xạ trị là không có đáp ứng theo cái yêu cầu, là kiểu như là cái kỹ thuật không đúng nên là không downstaging hay là xuống được. Cái giữa cái CT với cái MRI trong cái chuyện mà đánh giá T và N thì cái nào chính xác hơn bạn? Dạ anh, là cái MRI, em nghĩ là MRI nó đánh giá về di căn T với N là chính xác hơn cái CT. Nếu mà mình trước đây mình đã đánh giá, mình đã chụp một cái MRI, thì bây giờ nếu mà mình muốn so sánh thì tốt nhất mình nên chụp một cái MRI luôn ha, thì mình sẽ so sánh nó tốt hơn là mình chụp cái CT. Tại vì sao? Tại vì ở cái vùng đó sau khi bạn hóa xạ, tại cái vùng đó sau khi bạn hóa xạ thì nó sẽ mô nó sẽ bị thâm nhiễm rất xung quanh. Bởi vậy cái đánh giá trên dựa trên cái CT thì nó không chính xác nhiều bằng cái MRI. Ở đây hồi nãy bạn đọc cái CT là u cách bờ hậu môn bao nhiêu phân? Dạ cách 5cm ạ. Còn bạn khám là bạn thấy cách bao nhiêu? Dạ dạ là cũng trên 5cm ạ. Hồi nãy em ghi 5cm hay 5mm? Hồi sáng dạ, hồi nãy tôi thấy bạn. Dạ 5cm. Theo bạn thì nếu mà có một cái sự mà chênh lệch giữa đánh giá giữa cái khối lượng, cái khoảng cách của khối u ha, khoảng cách của khối u có nghĩa là khoảng cách giữa cái MRI,
cái khoảng cách giữa khối u đến bờ hậu môn trên MRI, trên CT và trên khám lâm sàng thì cái nào chính xác nhất? Dạ, em nghĩ là trên đến cái cơ thắt hậu môn á, khối u cách bờ hậu môn trên đến cái cơ thắt hậu môn á thì cái nào chính xác nhất? Dạ, em nghĩ là trên hình ảnh sẽ chính xác hơn ạ. Hình ảnh là hình ảnh gì? Dạ, MRI. Mấy bạn nên nhớ ha, nội soi sẽ không tin tưởng được cái khoảng cách ha. Thứ nhất, cái thứ hai, CT thì đánh giá mô mềm nó không có tốt. Cái thăm khám cái tay của phẫu cái người mà phẫu thuật viên nên người quyết định mổ nên thăm khám để đánh giá và ước lượng ở một mức chừng độ. Còn cái đánh giá cái khoảng cách ha giữa cái khối u cho đến cái cơ thắt hậu môn thì tốt nhất là MRI sẽ đánh giá được khá chính xác. Rồi, những cái kết quả khác thì như thế nào bạn? Dạ, thưa anh, là những cái kết quả như là biến chứng về suy tủy thì không ghi nhận. Không ghi nhận. Ngực não rồi kìa. Dạ, là không có ghi nhận. Dạ, không có ghi nhận di căn xa. Ừ. Rồi. Còn gì nữa? Vậy tới đó bạn có thể chẩn đoán được giai đoạn của bệnh nhân hiện tại là cái gì chưa? Dạ thưa anh thì em nghĩ là cần làm thêm lại một cái MRI vì hai cái khác nhau nên cần lại làm lại cái MRI bụng chậu ngực và não. Tại sao bụng chậu ngực và não nữa? Dạ, bụng chậu với ngực để thường không làm lại cái MRI là bụng chậu ạ, để khảo sát lại cái T, cái EN, tại vì cái sai số cái chênh lệch của cái lần trước và cái lần này. Tôi nói hiện tại tới những dĩ nhiên mình sẽ làm được cái mình phải nên làm cái MRI hơn là làm cái CT ha. Tuy nhiên nếu mà tới bây giờ là thời điểm bạn đang có nè, những cái mà bạn có trong tay thì cái kết quả chẩn đoán của bạn hiện tại là cái gì? Dạ, vậy hiện tại thì em chẩn đoán là ca trực tràng 1/3 dưới T3AN2M0 đã hóa xạ trị tiền phẫu, cái ký hiệu hóa trị tiền phẫu này. M0 đúng không? Hiện tại là vừa rồi có chụp lại CT ngực với MRI não không bạn? Dạ có. Nếu mà có thì bạn có thể đánh giá được M0 ha. Rồi cái cận lâm sàng thứ hai, cái nhóm cận lâm sàng thứ hai của bạn có gì bất thường không? Dạ không có gì bất thường ạ. Vậy bệnh nhân này theo bạn sẽ điều trị như thế nào? Dạ thưa anh, là về hướng điều trị phẫu thuật là bệnh nhân cần là đủ liệu trình hóa xạ trị tiền phẫu là từ 6 đến 8 tuần, hiện tại là bệnh nhân mới chưa được 4 tuần. Dạ, về điều trị hỗ trợ thì cần truyền dịch, là cái này là sau khi là bệnh nhân chờ xong thì em sẽ bắt đầu là tiến hành điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân. Thì điều trị hỗ trợ là truyền dịch, dịch ăn, rửa đại tràng, kháng sinh dự phòng, xong dạ dày. Về phẫu thuật thì phương pháp phẫu thuật là cắt nối cực thấp, cắt bờ trên u 5 cm, dưới u 2 cm, cắt toàn bộ mạch treo trực tràng, nối đại tràng sigma với ống hậu môn, mở hồ tràng ra da làm hậu môn nhân tạo, và sau đó mình cần hóa trị sau mổ 5 FU và folinic acid. Về điều trị hỗ trợ thì nhịn ăn, trước ngày hôm trước thì bệnh nhịn ăn 3 gói phọc trang pha với 3 lít nước uống chiều hôm trước đến sáng hôm sau mổ, đặt xong dạ dày, kháng sinh dự phòng trước mổ là cefotetan 2 gram, tim mạch chậm 1 giờ trước mổ, metronidazole 500 mg 100 ml, tim truyền tĩnh mạch 30 giọt trên phút 1 giờ trước mổ. Mấy bạn khác có ý kiến gì không? Dạ, cái
cái chỗ phẫu thuật em thấy đánh giá là cái bờ dưới u cách họng rìa môn năm xăng á, thì em nghĩ là mình sẽ bệnh nhân này mình sẽ phẫu thuật mai cho bệnh à, phẫu thuật là cắt cái phẫu thuật mai cho bệnh nhân là cắt luôn cái phần trực tràng, cái cơ nâng, cái cơ thắt luôn trong đưa cái phía trên đầu trên, nên là một môn nhân tạo chứ không có cắt bảo tồn được. Tại sao? Dạ em thấy nó cái phần cái em thấy cái u nó cách vừa rìa hậu môn là 5 xăng đó, mà em nhớ là cái vùng an toàn của cái các u thì trên dưới có thể là 5 xăng, có thể thấp hơn là 2 xăng đối với các loại biến hóa tốt, nhưng mà em thấy nó thứ nhất là nó không đáp ứng với lại cái hóa trị hóa sạch trị trước mổ, thì nghĩ là nếu mà bệnh nhân này thì mình sẽ không có bảo tồn được cơ thắt của bệnh nhân. Các bạn có khác có ý kiến gì? Em nghĩ là ở cái ca này thì em sẽ dùng cái nối đại tràng sigma với ống hậu môn, vì cái trên cái ca này á thì như Minh nói thì không đáp ứng hóa xạ trị, nhưng mà hóa xạ trị ở đây thì chỉ giúp kéo dài về cái tiên lượng sống thôi, nó không có giúp downstaging. Thì với lại là cái ca này mình cân nhắc giữa cái việc chất lượng sống của bệnh nhân sau đó là việc mở cái hậu môn ra da bệnh viện luôn, với cái nối ống hậu môn này á, thì cái nối ống hậu môn nó có lợi ích nhiều hơn, và cái khối u này nó chưa xâm lấn tới những cái cơ thắt hậu môn, nên là mình có thể cân nhắc là mổ dưới hai u và bảo tồn cơ thắt và mở hậu tràng ra da để bảo vệ cái miệng nối. Em rải trước là không có xâm lấn cơ thắt nên không có ghi nhận, chứ mình không biết người ta đọc sao, không có ghi nhận xâm lấn cơ thắt. Nếu mà đánh giá xâm lấn cơ thắt thì mình nghĩ là dùng MRI, còn cái CT scan này nó không nói lên được. Thì nếu mà bệnh nhân này không xâm lấn cơ thắt thì, nhưng mà bệnh nhân này có u trực tràng thấp ấy, thì mình nghĩ vẫn là nên cái phẫu thuật mai. Thì vì cái thứ nhất là nó thấp như vậy ấy, thì khi bạn nói nó sẽ bị căng, nó dễ bị bột. Thứ hai là cái u trực tràng thấp ấy, thì mà nó xâm lớn nó xung quanh đó, thì nó sẽ dễ bị kiểu như diện cách nó theo chu vi nó không an toàn, mà mình chưa có đánh giá được á, nên là mình nghĩ là nên cái này là phẫu thuật nên MRI, còn nếu mà không thì mình nghĩ vẫn nên phẫu thuật mai. Rồi. Rồi còn ai có ý kiến gì không? Bởi vậy cái khi mà các bạn nói về vấn đề mà phẫu thuật này á, thì mấy bạn sẽ nhìn thấy được một cái vấn đề là đánh giá giai đoạn trong ung thư cực kỳ quan trọng. Đánh giá giai đoạn trong ung thư cực kỳ quan trọng. Nãy giờ mấy bạn nói đều đúng hết. Tuy nhiên có một điều mà mình chưa biết chọn lựa bệnh nhân này ở phương pháp nào tốt nhất. Đó là do mình chưa đánh giá được chính xác được cái giai đoạn của nó. Nếu bạn chụp giống như bạn nói mà chụp cái MRI, nếu bệnh nhân đánh giá là bệnh nhân khối khối u nó không xâm lấn, nó chính xác là T3 không xâm lấn ra cái mặt treo trực tràng, có nghĩa là không xâm lấn ra cái MF, thì với giai đoạn mà T3 cách bờ hậu môn 5 phân chưa xâm lấn cơ vòng trên MRI ha, 5 phân chưa xâm là có nghĩa là u chưa xâm lấn được cơ vòng, thì phẫu thuật mấy bạn sẽ chọn đó là gì? Nối ống hậu môn. Lý do chất lượng cuộc sống bệnh nhân hơn hẳn ha, chất lượng cuộc sống bệnh nhân hơn hẳn. Nhưng mà khi bạn đánh giá được cái MRI mà nó xâm lấn tới cơ thắt hậu môn, hoặc xâm lấn dưới từ bờ hậu môn cho tới hai dưới cái mặt cắt an toàn á, có u mà từ cái khối u mà xuống cái cơ thắt hậu môn mà dưới hai phân, thì bạn sẽ không giữ được cơ vòng hậu môn. Một trong những cái mà chỉ định theo mấy bạn chỉ định để giữ được đối với những u trực tràng thấp này, không phải u trực tràng thấp nào cũng làm phẫu thuật mai nha mấy bạn, không nha,
mình phải đánh giá giai đoạn của nó và mức độ xâm lấn của nó. Không phải theo bạn u trực tràng mà muốn giữ được cơ vòng hậu môn thì nó phải đảm bảo được những cái điều kiện gì, mặt cắt dưới làm sao dưới hai phân, người ta nói mặt cắt dưới hai phân là được ha. Nhưng mấy bạn phải đảm bảo một số điều kiện như thế nào để mấy bạn có thể nói được cái cơ, giữ được cơ thắt hậu môn cho bệnh nhân. Các bạn nào biết? À, hello, các bạn nghe không? Dạ, chúng em vẫn nghe. Thì bạn nào biết điều kiện nào thì bạn giữ được cái cơ thắt hậu môn, gọi là phẫu thuật mà bảo tồn cơ thắt, điều kiện nào? Anh là theo em biết thì có điều kiện đầu tiên là cái khối u và di căn chưa xâm lấn đến cơ thắt. Dĩ nhiên chưa xâm lấn tới cơ thắt rồi. Tới xâm lấn tới cơ thắt là mình không còn phải bàn cãi ha, phải bỏ rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái gì? Bạn nào biết? Hay có phải cái gì, cái phần nối á, cái đến thì hậu môn mà nó nhỏ hơn 2 xăng. Tại sao? Rìa nó nhỏ hơn 2 xăng. Tại nếu mà nhỏ hơn 2 xăng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thắt rồi, nên mình không có bảo tồn được. Ảnh hưởng về cái gì bạn? Về cái phương pháp phẫu thuật á, là mình sẽ phải cắt luôn cơ thắt. Không phải. Cái điều bạn mới nói ảnh hưởng tới cơ thắt là đúng rồi, nhưng mà nó phải gì? Bảo tồn được chức năng của cơ thắt. Nếu bạn nói quá thấp sát cơ thắt hoặc làm tổn thương cơ thắt thì lúc đó cái cơ vòng hậu môn nó còn không giữ phân nữa, phân xuống đi ra bao nhiêu, xuống bao nhiêu thì đi ra bao nhiêu, thì nó chẳng khác nào cái đó là bạn đem một cái hậu môn nhân tạo xuống dưới cái vùng hậu môn, vùng tầng xương môn, thì lúc đó chăm sóc nó càng khó khăn hơn nữa. Các bạn hiểu không? Mình giữ lại cơ thắt là mục đích mình muốn gì? Bệnh nhân đi cầu tự chủ. Nhưng nếu mà cái cơ thắt đó các bạn đảm bảo không để giữ được chức năng đó, có nghĩa không giữ được chức năng cầm được cái chuyện đi cầu, cầm được cái chuyện đi tiêu, thì các bạn cũng không giữ. Thứ nhất, mấy bạn muốn giữ được phẫu thuật mà giữ cơ thắt, mấy bạn phải đảm bảo đầu tiên là bờ mặt cắt, bờ mặt cắt dưới không còn tế bào ung thư, bờ mặt cắt dưới không tế bào ung thư. Các bạn xác định bằng cách nào? Có nhiều cách xác định. Thí dụ như bạn lấy ở dưới khối u 2 cm là người ta tạm chấp nhận được. Tuy nhiên có những trường hợp mấy bạn lấy 2 cm cũng chưa chắc hết tế bào ung thư đâu. Hoặc có những trường hợp thấp quá, khối u cách bờ hậu môn chừng có 3 phân, cắt xong xuống có 1 phân, còn lại có 1 phân, thì lúc đó mấy bạn muốn an toàn, mấy bạn cắt có thể 1.5 phân cho tới 1.5 phân tới 2 phân, thì lúc đó bắt buộc mấy bạn phải cần cái sinh thiết lạnh để xác định. Đó là điều kiện tiên quyết đầu tiên, là bờ mặt cắt dưới phải không còn tế bào ung thư. Đó là điều kiện tiên quyết. Cái thứ hai là bạn phải giữ được cái chức năng của cơ vòng hậu môn, của cơ thắt hậu môn thì mấy bạn mới giữ. Chứ không có chuyện nói xong rồi bệnh nhân đi cầu ra bao nhiêu, đi ra bao nhiêu hết, không có. Vậy thì không giữ. Cái thứ ba, cái u nó phải ở giai đoạn sớm ha. Tốt nhất, người ta tốt nhất khuyên cái khối u nó chỉ ở giai đoạn T2 thôi. Nhưng mà sau này một số, tôi thấy một số báo cáo có thể mở rộng ra ở giai đoạn T3A. Chứ còn mày khối u mày xâm lấn ra tới lớp MF á ha, mesorectal á, là mấy bạn không làm nữa ha. Thì đó là những cái điều kiện mấy bạn phải cần để đảm bảo.
Rồi. Bây giờ trở lại vấn đề rồi nói đi bạn, mình nào hỏi muốn hỏi gì. Dạ. Anh ơi cái vậy là phải cắt cái cơ thắt hậu môn, tức là cắt cái rìa hậu môn khoảng 5 cm đúng không anh? Là cái phần cơ thắt hậu. Không, tôi không có nói khoảng 5 cm. Cái mà cắt còn lại bao nhiêu, cách bờ hậu môn bao nhiêu á thì mấy bạn phải là phẫu thuật viên có kinh nghiệm các bạn đánh giá, và mấy bạn phải dựa trên cái thực tế lâm sàng. Mấy bạn chưa đánh giá được cái mức độ nào là nó sẽ gây rối loạn đâu, mấy bạn chưa biết làm nhiều đâu, phải có người nhiều kinh nghiệm ta làm ta, trên cái thực tế bệnh nhân qua nhiều trường hợp, người ta sẽ đánh giá giữ lại được hay không giữ lại được ha. Còn về nguyên tắc thì mấy bạn phải nắm được những cái đó. Đây, chứ còn nói các bạn là quyết định cho một bệnh nhân nào giữ hay không giữ, các bạn không ấy đâu, nhưng mà về lý thuyết thì như vậy. Còn nói mà cách bờ hậu môn, cách cơ thắt bụng hậu môn bao nhiêu phân bị rối loạn, mấy bạn đánh giá không được đâu ha. Phải cần có những cái phẫu thuật viên có kinh nghiệm, người ta làm nhiều tới ha. Tôi là thường là tôi sẽ giữ lại ít nhất là trên bờ hậu môn một phân thì tôi giữ ha. Trên cái cơ thắt hậu môn một phân, có nghĩa là cắt xong rồi á còn khoảng một phân ha. Một phân, ít nhất một phần thì cái rối loạn chức năng của bệnh nhân nó sẽ có ít ha. Chứ còn xuống thấp nữa là không giữ được. Anh ơi, nãy anh nói là cái khoảng cách 2 cm khối u là nó có thể an toàn, còn nếu mà mình muốn cái khoảng cách nó ngắn hơn, ví dụ như 1.5 cm đó, thì mình phải xin tiết lành hay sao? Tức người ta chấp nhận là cái khoảng cách 2 cm là an toàn ha, nhưng mà không có cái gì là tuyệt đối hết. Còn nếu mấy bạn muốn lấy dưới 2 cm thì mấy bạn tốt nhất phải có xin tiết lành. Yeah. Hiểu không? Yeah. Nếu mấy bạn lấy mà bờ mặt cắt dưới trên 2 cm, từ 2 cm á, muốn lấy 2 cm thì mấy bạn phải chấp nhận khi cái khối u đó đem đi làm giải phẫu bệnh mà bờ mặt cắt dưới còn tế bào ung thư là bắt buộc mấy bạn coi kể như là mấy bạn mổ lúc đó là không đạt được mức độ R0 mà nó chỉ là R1 thì mấy bạn phải xem xét cái chỉ định là mấy bạn mổ lại làm phẫu thuật mai, tại vì còn sót tế bào ung thư mà. Ha. Cái R0 là không còn tế bào ung thư, còn R1 là thấy trên vi thể rồi hay thấy trên đại thể à. Đúng rồi. Thì bởi vậy tôi mới nói là khi mà bạn phải chấp nhận là nếu bạn lấy 2 phân thì khi sau khi bạn mổ bạn đem cái khối u đó đem đi làm giải phẫu bệnh ha, thì mà người bác sĩ giải phẫu bệnh người ta đọc là còn tế bào ung thư thì lúc đó các bạn chỉ đạt được R1 thôi, thì mấy bạn phải xem xét coi phải mổ lại làm phẫu thuật mai luôn, bỏ cơ vòng luôn. Yeah. Đúng không? Yeah. Yeah. Giải phẫu bệnh không, mấy bạn nên nhớ nha, cái sinh tiết lạnh thì mấy bạn phải 30 phút là mấy bạn có. Tuy nhiên mấy bạn đem cái nguyên cái khối u xuống giải phẫu bệnh mấy bạn đọc á, thì mấy bạn phải cần ít nhất là hơn một ngày, tại vì người ta còn phải cố định một quy trình cố định cái bệnh phẩm nữa, chứ không phải đem xuống người ta đọc liền được. Và mấy bạn nên nhớ cái tỷ lệ của sinh tiết lạnh nó không có được cái mức độ chính xác, nó cũng không cao bằng khi mà bạn đọc cái giải phẫu bệnh kinh điển của mình, hiểu không? Vậy là cái sinh thiết lạnh này thực tế là nó cũng có chưa có áp dụng nhiều á anh. Sinh thiết lạnh hiện tại ở thành phố ở Sài Gòn chỉ có những cái một vài cái trung tâm thôi, như Đại học Y Dược, Chợ Rẫy, Bình Dân, Thống Nhất thì tôi không biết có không, Ung Bướu thì theo tôi biết thì những nơi đó có sinh thiết lạnh. Yeah. Cảm ơn. Rồi bây giờ quay lại cái vấn đề chuẩn bị bệnh trước mổ của mấy bạn nè. Hồi nãy tôi nghe lón thoáng bạn nói là kháng sinh dự phòng, bạn cho cefotaxim phải không? Dạ em cho cái cefotetan. Hả? Cefotetan. Nó là cái gì bạn? Dạ cái là thế hệ thứ hai thôi. Rồi
Rồi cái thứ hai là kháng sinh dự phòng bạn cho metronidazole. Dạ. 1 giờ trước mổ. Truyền tĩnh mạch. Đúng không? Dạ. Kháng sinh dự phòng có cho metronidazole không? Em thấy là khi cần kháng sinh dự phòng ở đây thì cần một cái kháng sinh là về điều trị vi khuẩn gram âm và yếm khí. Nên và em đọc tài liệu thì em cũng có thấy là người ta cũng có dùng metronidazole truyền tĩnh mạch. Bạn sử dụng metronidazole mà kết hợp với một C khoa thế hệ thứ hai, một C khoa nữa, thì nó có còn gọi là kháng sinh dự phòng không? Các bạn về phải coi kỹ lại cái đó. Dạ em nghĩ trường hợp này không có trùng metro được, tại vì cái mục tiêu dùng kháng sinh dự phòng là dự phòng nhiễm trùng vết mổ á, thì mình sẽ hướng cái những cái kháng sinh C pha 1, C pha 2 á, là vì nó hướng tới gram dương nhiều hơn, nó mạnh hơn ở gram dương. Còn cái vi trùng kỵ khí á, thì mình dùng metro thì nó sẽ không phù hợp trong cái trường hợp này. Tôi đồng ý với bạn, chứ tôi thấy tự nhiên bạn dùng hai loại kháng sinh mà mình đã dùng hai loại kháng sinh thì mình gọi nó là kháng sinh dự phòng thì nó có hợp lý hay không? Rồi, mình trả lại vấn đề, bạn chuẩn bị ruột bệnh nhân này bằng cách nào? Hồi nãy bạn chuẩn bị ruột bệnh nhân như thế nào? Dạ, thưa anh, là em sẽ chuẩn bị ruột là ngày sáng ngày mai mổ chương trình, thì chiều hôm đó em sẽ cho bệnh nhân đi ăn và ban ăn đi ăn. Các bạn đợi tôi tí, đợi tôi tí. Alo. Bạn chỉ chuẩn bị ruột bệnh nhân này bằng cách nào? Dạ thưa anh, là về nếu sáng hôm sau bệnh nhân mổ chương trình thì chiều hôm đó em sẽ cho bệnh nhân nhịn ăn và uống 3 gói, sẽ pha là 3 gói phọc răng pha với 3 lít nước và uống vào chiều hôm đó. Ừ. Dạ.
Ở bệnh nhân này bạn uống phọt trăng thì bạn có sợ vấn đề gì không? Phọt trăng nó là cái gì bạn? Dạ thưa anh, là phọt trăng là dạ phọt trăng là cái macrogol, cái sodium phosphat. Dạ có những cái là cái sodium natri chlorua với kali chlorua. Rồi. Mục đích của nó là làm cái gì? Dạ mục đích của nó là nó giúp kéo nước vào trong lòng ruột. Ừ. Và nó có bổ sung thêm điện giải. Thì bây giờ nếu bạn uống phọt trăng này thì bạn phải chú ý ở bệnh nhân những cái gì? Dạ là nếu mà vậy thì cần chú ý là về tình trạng bệnh nhân đi mất nhiều nước, mất nước và điện giải. Trên bệnh nhân này bạn phải chú ý cái vấn đề gì? Trên bệnh nhân này á, hồi nãy tôi thấy bạn khám á, là khối u nó to, bít lòng ngón tay vô không được, đúng không? Các bạn dạ. Đúng không? À. Dạ, đúng rồi. Vậy thì cái vấn đề á, bạn chuẩn bị ruột bằng những cái thuốc nhuận trường á, cái vấn đề quan trọng là bệnh nhân, bạn phải xác định bệnh nhân có thể diễn tiến tắc ruột hay không. Những cái thuốc nhuận trường nó kéo nước ra, kéo nước trong bên trong lòng ruột, kéo nước từ cơ thể ra bên trong lòng ruột mà nó tống ra không được, bệnh nhân gây tắc ruột, bệnh nhân có khi mấy bạn phải giải quyết cấp cứu luôn á. Vậy thì trước khi mà bạn quyết định cho bệnh nhân uống phọt trăng, hay có nghĩa là chuẩn bị ruột bằng đường uống phọt trăng, hay bạn uống phosphor soda, nhân dân những cái thuốc nhuận trường mà uống, bạn phải chú trọng tới cái vấn đề là bệnh nhân có thể diễn tiến tới tắc ruột khi bạn cho uống hay không. Tại vì đó là chống chỉ định mà, chống chỉ định của những thuốc nhuận trường mà, những thuốc chuẩn bị ruột mà. Bạn sử dụng không khéo á, không để ý bạn sử dụng khéo là nó bể ruột đó, tắc ruột gây bể ruột luôn á. Vậy bạn phải xác định chắc chắn trước khi vận chuyển bị ruột là bệnh nhân có đi cầu bình thường hay không. Các bạn đợi tôi một chút. Vậy bệnh nhân này có dấu hiệu tắc ruột không? Anh là không có. Bạn phải hỏi cái bệnh nhân đi cầu như thế nào, phân như thế nào, bao nhiêu ngày đi cầu một lần. Bệnh nhân nói với bạn mà cái tuần nay không đi cầu, chỉ đánh hơi thôi, phân nó không ra, thì mấy bạn coi chừng sử dụng phật trăng hay sử dụng mấy thuốc nhuận trường được uống là mang họa ha. Bạn phải đánh giá những cái chuyện đó. Còn bệnh nhân nói tôi đi cầu bình thường, phân to tốt ha, thì thôi cho uống. Rồi bệnh nhân này cần đặt xong mũi dạ dày trước mổ không? Hả? Dạ giờ thì em nghĩ là cũng không cần thiết ạ. Đặt chi? Những cái gần đây người ta làm theo IRAS thì mấy cái IRAS nó hạn chế, không có cho đặt, nó không cần đặt cái xong dạ dày trước mổ làm gì, bệnh nhân đâu có triệu chứng tắc ruột đâu, cần chỉ phải đặt xong trước mổ ha.
Rồi. Còn cái hóa trị, hóa xạ trị của bệnh nhân á, thì tôi không rõ là bệnh nhân hóa xạ theo phác đồ nào. Thì thông thường nó có, nó sẽ có những cái phác đồ ngắn ngày ha. Nó gọi là long score hay là short score của xạ trị á, có thể xạ trị người ta sẽ chỉ một tuần thôi nha. Rồi sau đó người ta phẫu thuật, thì đó tôi không bàn cãi, tôi chỉ đặt cái vấn đề là có hóa xạ trước mổ hay không thôi. Rồi sau mổ thì bạn cần phải đánh giá lại cái TNM sau mổ ha, rồi mình mới quyết định là có tiếp tục hóa hay không, hóa xạ gì hay không. Thông thường á, thì những cái khối u này á, mà hóa xạ đủ liều trước mổ rồi thì sau mổ có thể người ta sẽ không cần hóa xạ nữa. Rồi mấy bạn có thắc mắc gì trên bên này nữa không? Dạ, anh ơi, ngày mai dạ. Nói đi. Nếu mà bệnh nhân này mà không đi tiêu được luôn á, thì mình nghi ngờ cái thắt ruột á, thì mình có chuẩn bị ruột được không? Chuẩn bị ruột, nếu mà bệnh nhân, mấy bạn nghi ngờ bệnh nhân dĩ nhiên là bạn không, nếu mà bệnh nhân có tắc ruột là mình phải mổ cấp cứu rồi ha. Bây giờ cái vấn đề mình đặt ra là tiên lượng khi bệnh nhân này uống cái này có thể bị gây tắc ruột hay không. Nếu mà mình tiên lượng, mình nghi ngờ khi mà mình cho thuốc này vô bệnh nhân uống thì có thể làm nặng thêm cái tình trạng tắc ruột đó, thì mình không chuẩn bị ruột bằng đường uống, mình có thể chuẩn bị ruột bằng thuật tháo. Vậy là nếu mà mấy bệnh nhân mà ca đại tràng mà có tắc ruột á, thì mới vô là mình có thể thuật tháo trước. Mới vô là sao ạ? Ý là cái phần đạn ruột ở dưới á, mình có thể thuật tháo để làm sạch phân ở dưới trước. Đúng rồi, mình thuật tháo làm sạch phân. Bây giờ á, thật sự những cái nghiên cứu mới, người ta mổ ung thư đại tràng người ta cũng không cần chuẩn bị ruột đâu. Ha, ta cũng không cần chuẩn bị ruột đâu. Tại mình còn sợ cái chuyện nói xì rò ha. Bây giờ mình vẫn còn chuẩn bị ruột, nhưng mà tôi nói chuẩn bị ruột với những cái thuốc phải cân nhắc cái chuyện mà có cái chuyện mà gây tắc ruột cho bệnh nhân hay không. Nếu mà tiên lượng uống cái thuốc này vô sẽ gây cho bệnh nhân tắc ruột thì mấy bạn không uống, mấy bạn chuẩn bị ruột bằng cái gì? Thục tháo ha. Thục tháo. Dĩ nhiên những cái u mà nó hẹp lòng á, mấy bạn thục tháo ha, thục tháo cỡ nào nó cũng không có sạch được cái phần ở trên đâu, đúng không? Cái phần phía trên u là đâu có thục tháo được, nó chỉ sạch được cái ruột ở phía dưới cái khối u thôi. Dạ, rồi còn ai hỏi gì nữa không? Dạ anh ơi, cho em hỏi về cái phần kháng sinh dự phòng anh. Là theo em đọc em hiểu được là kháng sinh dự phòng là mình sẽ dùng với cái liều cũng như kháng sinh điều trị, nhưng mà nó sẽ thời gian liên quan đến phẫu thuật anh, là nó sẽ liên là có thể là trong 24 giờ hoặc là đến 48 giờ thôi. Còn nếu mà kháng sinh điều trị thì mình sẽ duy trì là trong vòng 7 đến 10 ngày hoặc là 5 đến 7 ngày gì đó. Nên là theo em nghĩ kháng sinh dự phòng là mình sẽ sử dụng liều điều trị trong vòng khoảng thời gian ngắn và mình ngưng ngay số đó luôn. Dĩ nhiên kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật ở bụng nè, nó chỉ đầu tiên mấy bạn, nó chỉ sử dụng cho những bệnh nhân có vết mổ sạch nhiễm. Các bạn về định nghĩa coi, định nghĩa vết mổ sạch nhiễm là như thế nào. Cái thứ hai, sử dụng kháng sinh dự phòng giống như điều trị sử dụng trước 30 phút đến 1 tiếng trước mổ ha, trước khi rạch da đó. Cái thứ hai, trong mổ nếu ít cuộc mổ kéo dài có thể lặp lại kháng sinh dự phòng đó trong vòng 6 tiếng, 4 đến 6 tiếng lặp lại một liều ha, nếu cuộc mổ kéo dài. Và kháng sinh dự phòng không sử dụng kéo dài quá 24 giờ sau mổ ha. Còn nếu mấy bạn mổ những vết thương như nhiễm ha, gọi là cũng có thương dơ, thì mấy bạn sử dụng kháng sinh điều trị, và kháng sinh điều trị phải kéo dài đủ liều 5 đến 7 ngày sau mổ ha. Rồi
Rồi, nếu không có gì thì thôi mấy bạn nghỉ. Hình như ngày mai lớp này thi phải không? Dạ, dạ, dạ anh. Sáng mai tụi em thi. Rồi, mai mấy bạn, nếu mà bạn nào thi bình dân thì liên hệ với bác sĩ Bình ha. Bác sĩ Bình sẽ sinh hoạt mấy bạn nha. Rồi. Rồi, rồi nghỉ nha. Dạ, chúng em cảm ơn anh ạ. Chào anh.